mua thêm cái bao quần em miễn phí ship cho, kiểm tra hàng thoải mái, nếu như mà không đẹp thì trả hàng lại cho em. Tính ra một cái có hơn 120.000 thôi. À không, 120.000 luôn nha mọi người nhá. Miễn phí ship đã còn rẻ hơn nữa đúng không ạ? Bây giờ mẫu với em sẽ đi thay tông màu tiếp theo cho mọi người xem nha. Tại vì tới 3 tông màu cho mọi người tham khảo luôn nhá. Rồi, đây màu này sẽ là màu đen, là xanh đen, giùm em jean đen nha mọi người ha. Chất jean 100% cotton chuẩn form cho mọi người, không co giãn. Cho nên là chuẩn form mọi người mặc vô giặt thoải mái giùm cho em, xài từ năm này qua tháng nọ vẫn không có bị nhầu hay là không có bị nát cái form hay bị giãn cái form nha mọi người ha. Rồi, màu tiếp theo em sẽ đưa cho mọi người xem trực tiếp ngay trong đây luôn cho mọi người luôn nha. Sẽ là màu xanh đậm. Hàng trên like em like như thế nào cho mọi người? Dòng hàng y chang như vậy, không khác một tí xíu nào luôn á mọi người ơi, thật sự. Đây, màu xanh đậm đây. Đây là cái tông màu xanh đậm, nhìn cái đường lên like nó vừa nhỏ vừa nó rất là đẹp luôn á thật sự. Cái đường nó vừa mảnh vừa đẹp cho mọi người, không hề có cảm giác bị thô, bị xấu luôn nha mọi người ha. Tại vì hàng xuất khẩu trước khi ra thị trường là người ta phải qua một cái khâu kiểm định về chất lượng, phân dáng, chất liệu nào vân vân ha. Cho nên là khi mọi người nhận hàng là cái hàng nó quá là ok rồi, không có còn điểm gì để chê nữa hết. Và đây sẽ là màu xanh nhạt. Đây, cái tông màu xanh nhạt này rất là trẻ trung, những bạn gái nào mua cho chồng, mua cho người yêu, anh trai, em trai đó là chốt ngay cái form này cho em. Quần jean theo kiểu cổ điển cho mọi người đó mọi người. Quần jean truyền thống nhưng mà theo cách tân cái phần ống đó là hiện đại. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Hiện tại bây giờ quần này ngoài thị trường người ta bán là 700-800 là chuyện bình thường luôn. Nhưng mà nhà em bán cho mọi người bao nhiêu? Hai cái 240.000. Mọi người không hề nghe lầm một tí xíu nào luôn nha. Không phải là một cái 200-240 nha, là hai cái 240.000 đồng. Mua ba quần là 360 em miễn phí ship cho mọi người. Chất jean này em tự tin lắm mọi người ơi. Cái jean này theo cái kiểu mà người ta dệt theo kiểu xéo mọi người, khi mình mặc á, mình đi ra ngoài á là sẽ không bị bám bụi, nó sẽ theo những cái đường vân xéo là nó rơi xuống hết. Không bám bụi, không bám cát cho mọi người luôn. Mặc nó rất là đẹp, nó chuẩn phơn, chất jean rất là dày dặn, giặt thoải mái giùm cho em luôn. Size số nhà em sẽ từ 55 cho tới 85kg, mặc rất là đẹp thật sự luôn. Từ bên em sẽ tư vấn theo chiều cao cân nặng của mấy anh trai nhà mình nha. Rồi ba tông màu giùm em thôi, ba màu cơ bản không có nhiều. Hai cái 240, ba cái 360 miễn phí ship cho mọi người. Đang mua hàng trực tiếp tại xưởng mà không để lại số điện thoại nữa là thôi, sau này mình ra ngoài mua lẻ là giá sẽ cao hơn rất là nhiều luôn nha. Đây. Rồi, tiền ship đó, nếu như mọi người mua hai cái á sẽ là 30.000 giùm em. Tiền ship mua hai cái đã là 30.000 rồi, mình bù thêm một tí xíu thôi mua ba cái luôn cho em. 240 mà cộng 30 lại là 270 rồi. Mua ba cái là 360 em miễn phí ship cho mọi người luôn được chưa? Nhanh tay để lại số điện thoại liền giùm cho em luôn. Ba tông màu mua ba cái ba màu cho em luôn đi. Buổi sáng mặc màu này, buổi tối mặc màu kia, đi làm mặc màu này, đi chơi mặc một màu kia. Chứ lẽ mình có một cái mặc hoài đúng không? Lâu lâu mới có một lần chứ đâu phải lúc nào cũng có cái giá này để em bán cho mọi người đâu. Bây giờ mình không mua, bữa sau mình cần thiết mình mua thì mua với cái giá là 500-600.000 đồng không à. Chứ đâu có ai mà bán cái mẫu này cho mọi người với giá mà tính ra có 120.000 cái đâu đúng không à. Đó, hai cái 240, ba cái 360 giùm cho em nha.